buồn cái Thanh Duy làm ca sĩ mà không, Thanh Duy không được hát, Thanh Duy bị nói nhiều nhiều thôi. Thì em nghĩ cái vấn buồn. Đề anh đừng buồn, anh phải coi là bản thân mình như thế nào thì người ta mới làm như vậy với mình chứ. Hôm nay là thời của em nhá, cố lên nào. Đã đến lúc rồi anh chị ơi. Dạ. Trước khi chúng ta gặp lại những gương mặt quen thuộc này, hãy cùng với Ngô Kiến Huy và chị Ốc Thanh Vân đến với những gương mặt cũng không kém phần quan trọng. Họ bình luận viên. Dạ, bình luận thì đúng hơn. Họ là những người sẽ đưa ra những cái ý kiến đóng góp, những cái nhận xét. Và đặc biệt là họ đôi khi còn nói những câu nói rất là ấn tượng, mặc dù nó vô nghĩa. Dạ. Họ có quyền như vậy sao? Dạ có, họ có đầy đủ quyền lực. Ở nhà mỗi số là họ có một cái quyền khác nhau. Và bây giờ chúng tôi xin được chào đón cặp đôi bình luận viên đầu tiên. Là một diễn viên, một ca sĩ. Diễn viên nữ đó chị biết. Chị đang nghi nghi rồi đó. Nhỏ nhỏ con. Mắt to to. Bán lạp xưởng. Mọi người có biết không ạ? Mình giới thiệu luôn để quý vị khán giả không cần phải chờ đợi nữa. Hãy cùng gặp gỡ Diệu Nhi và Thanh Duy. Wow. Dạ em chào chị Ốc, chào, em chào, chào anh Huy và Diệu Nhi. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Xin chào Blackman và Cherry Girl. Anh ơi, hỏi anh Duy trước đi. Dạ. Là đã xuất hiện ở mùa đầu tiên rồi. Dạ. Nhưng mà với vai trò không phải là một cặp thí sinh thi. Dạ. Không biết mùa này quay trở lại mình có hát bài nào không, hay là có thi một cái đêm nào không? Buồn cái Thanh Duy làm ca sĩ mà không, Thanh Duy không được hát, Thanh Duy bị nói nhiều nhiều thôi. Thì em nghĩ cái vấn buồn. Đề anh đừng buồn, anh phải coi là bản thân mình như thế nào thì người ta mới làm như vậy với mình chứ. Em như là một đội mà. Ủa? Chúng ta là một đội mà. Nhưng mà cái vấn đề là với Diệu Nhi thì người ta đến đây không phải để diễn mà mời Diệu Nhi hát. Đến hát, đúng rồi chị. Thì em cũng phải coi lại bản thân mình. Để minh chứng cho tất cả quý vị được biết là chương trình chúng tôi luôn luôn lựa chọn những ca sĩ, những nghệ sĩ trẻ với chất giọng đặc biệt, rất hay và truyền cảm. Chúng tôi xin mời Diệu Nhi hãy thể hiện một đoạn ngắn trong một vở tuồng. Xin mời. Nghe cái tiếng phản ứng của quý vị khán giả không được tích cực cho lắm thì phải. Có cần phụ diễn không? Bài tủ. Dạ đi, có. Bài tủ đi. Bài tủ. Bởi vì ngày hôm nay tập đầu tiên của chúng ta là sẽ có khách mời là một nam ca sĩ Hàn Quốc đúng không? Cho nên là em sẽ hát nhạc Hàn Quốc nhá. Wow. Rồi. Em cũng là một K-pop fan chứ bộ. Rồi nè, hát nghe được nha, hát nghe được nha. Em sẽ hát một cái bài em rất là thích. Anh Thanh Duy có thể, anh Thanh Duy cũng sẽ thuộc luôn á. Là bài G á, bài G của Sunny CD. Dạ đúng rồi. Rồi 2, 3. Ok, mình hát cái chỗ điệp khúc nha. Dẻo. Thể loại này là Diệu Nhi hát hay nha. Dạ đúng rồi, riêng thể loại này hát rất hay. Ngại không em? Có em mắc cỡ quá. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay là thời của em nhá, cố lên nào. Đã đến lúc rồi anh chị ơi. Dạ. Không, xin mời chị giúp anh Nhi về chỗ ạ. Vậy thôi, vậy thôi, vậy.